Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đã trở thành một trong những tiêu chí ưu tiên trong xét tuyển thẳng của nhiều trường đại học trong mùa tuyển sinh năm nay. Vì vậy, các thí sinh đang chạy nước rút thi các chứng chỉ này để kịp nộp cho các trường. Năm 2021, Trường Đại học Giao thông Vận tải xét tuyển kết hợp với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc tổ hợp xét tuyển từ 12 điểm trở lên. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cũng ưu tiên xét tuyển thí sinh có IELTS từ 6.0 trở lên với ngành sư phạm tiếng Anh hoặc 5.0 trở lên với các ngành khác. Tương tự, trong 7 phương thức xét tuyển của khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có phương thức xét kết quả thi trung học phổ thông kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đại học Quốc gia Hà Nội cũng dành riêng phương thức xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xét tuyển thẳng cho các ngành chương trình ngôn ngữ Anh và kinh tế quản lý với điều kiện thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic từ 6.5 trở lên hoặc tương đương. Còn Trường Đại học Thương mại tuyên bố phương thức xét tuyển kết hợp sẽ sử dụng chứng chỉ IELTS Academic, Cambridge, TOEFL, IBT cho tất cả các ngành, chuyên ngành.